nhà máy thuốc lá gây ô nhiễm, dân đến ăn vạ xã. Để trốn mùi thuốc lá, gần 100 người dân thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang đã đến nhà văn hóa xã ở, buộc chính quyền xã phải bỏ tiền mua cơm nước chu cấp cho dân. Có mặt tại nhà văn hóa xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang trưa ngày 19 tháng 9, gần 100 người dân thôn Đắc Lộc, nơi nhà máy chế tạo tách cọng thuốc lá Katoko đang hoạt động ngồi lánh nạn. Bà Lê Thị Thiệp cho biết nhiều lần kéo đến nhà máy phản đối nhưng không có kết quả gì. Lần này thì họ kéo xuống Ủy ban Nhân dân xã để lánh nạn, đồng thời chờ đợi tin tức từ các cơ quan chức năng. Hàng ngày cứ khi nào nhà máy hoạt động thì chúng tôi kéo nhau lên đây nghỉ ngơi, ăn cơm, chứ ở nhà thì không chịu nổi mùi hôi của thuốc lá. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phương cho hay, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã chỉ đạo xã phải lấy ngân sách mua cơm hộp cho bà con ăn vào buổi trưa. Tuy nhiên, kể từ ngày 20 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã không cấp tiền mua cơm cho bà con nữa, mà chỉ tạo điều kiện để bà con nghỉ ngơi vì kinh phí của xã không đủ cho việc này. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, nhà máy chế tạo tách cọng thuốc lá được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho phép chạy thử máy để hiệu chỉnh các thiết bị môi trường nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm. Dự kiến việc chạy thử sẽ kéo dài đến ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, công ty chỉ mới chạy thử đến ngày thứ ba thì người dân kéo đến phản ứng. Sau khi phản đối ở nhà máy không có kết quả, người dân kéo nhau đến Ủy ban Nhân dân xã bắt đền như trên.